gia đình 4 người được giải cứu ở miền Trung Đài Loan, sau khi chiếc Avi lao ra khỏi đường núi. Vào hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 4, Sở Cứu Hỏa Ngưu Lật đã giải cứu một gia đình 4 người sau khi chiếc xe Avi, ngôi nhà di động mà họ đang lái bị lao xuống dốc trên cung đường núi. Gia đình này đang tận hưởng chuyến cắm trại cuối tuần ở thị trấn Nán Choang, cùng với một gia đình khác. Trong quá trình di chuyển, chiếc Avi của gia đình bị trượt khỏi đường và lao xuống sườn đồi hơn 40 mét. Những người bạn đi trên chiếc xe khác đã đến khu cắm trại trước gia đình này và trở nên lo lắng. Sau khi không thấy họ đến nơi nên đã gọi cho Sở Cứu Hỏa. Được biết, người cha 63 tuổi đã cầm lái, ông chở theo người vợ 62 tuổi, hai đứa con ở độ tuổi 20 và con chó của gia đình. Người cha và các con bị chảy xước và bầm tím nhẹ, nhưng vẫn có thể đi lại sau vụ việc. Người vợ ngồi ở ghế phụ thì bị thương nặng nhất, cụ thể là cô đã bị thương ở ngực và bị gãy chân. Lực lượng cứu hộ đã dùng dây thừng, dòng dọc và cáng đưa nạn nhân đến nơi an toàn. Cả 4 người sau đó đều được đưa đến bệnh viện để điều trị. Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều tra. Các nhà chức trách nghi ngờ đường trơn, cũng như việc người lái xe không quen với địa hình khu vực và kỹ năng lái xe Avi đều góp phần gây ra vụ tai nạn. Tin tức sẽ được cập nhật liên tục. Bạn hãy theo dõi Xin Chào Tôi ở Đài Loan để không bỏ lỡ những tin tức quan trọng nhé!